nó mà võng cửa thì mày được việc. Cái võng nó khác với trượt chứ. Nó trượt tay thì nó chả võng. Không, tiệm đâu đánh dấu cho mày. Mày đánh dấu đi, tí tao nhìn vào võng nó bảo. Tiệm làm đùa mày ra đúng đến đây chân được bao nhiêu đánh dấu. Tí đào nó khoan, tí đào nó khoan răng nó chốt chúng ta mà chạy. Đều lấy sắt hàng mẹ ăn rồi. Mà mày chống chéo thì nó phẳng ra sao được mặt trên. Đây là nó vừa tầm rồi. Nhưng tầm này là cái kia nó sẽ nằm ở trên cái này hay là ở bằng mặt này thôi. Nhưng mà chú dựng ra cái kia. Dựng ra như thế này là anh nhìn bằng gạch rồi. Bằng gạch. Đấy là cao hơn rồi. Cao hơn cái thân này đây. Thân nhưng mà cái đấy cao hơn rồi. Cái này nó sẽ nằm bên trên nhưng mà cắt cái đấy ra để tao đóng. Nghĩa là ấy ủng nó chưa thẳng đứng lên. Đi chả nó chống thẳng. Cây chống thẳng đứng thì nó khỏe. Cây chỉ tắm ra đâu. Cây gọn như thế nữa. Hai cái cây này, cây dài cây ngắn à. Cây theo nhìn không có cây nào bên này thì nó vừa chứ. Cái gì như này nó có thẳng trên. Ba mày, ba rồi.